số người ta nói rằng Sơn gan nhiễm mỡ, mỡ máu xấu, đường cao, rồi tuổi sức khỏe là cao hơn tuổi ở ngoài đời nữa. Thì lúc đó mới cảm thấy là hơi lo thật sự, và nhất định là lập kế hoạch để thay đổi. Bắt đầu thì thôi, Sơn từ đó Sơn cắt giảm tinh bột, Sơn cắt giảm đường, Sơn chăm tập thể dục hơn, Sơn tham gia vận động chạy bộ mỗi buổi sáng thứ bảy, Sơn tham gia các giải trail của AAA cùng với tất cả các anh chị trong công ty. Gần đây nhất thì Sơn đi khám lại sức khỏe thì tất cả các chỉ số đang trở dần về, và rõ ràng là đã cải thiện hơn hẳn. Điều này chứng minh là gì? Rõ ràng là không phải cần có một cái lịch tập luyện hết sức là ngặt nghèo, cũng giống như một không có cần một cái cơ thể rất là cường tráng để chúng ta gọi là sức khỏe, mà chỉ cần những điều rất là giản dị như là để ý hơn về giấc ngủ của mình, để ý hơn về chế độ ăn uống của mình, cũng giống như là mình tập thể dục, chăm chỉ đi bộ hơn, chăm chỉ vận động hơn tí xíu thôi, và lắng nghe cơ thể mình lên tiếng, thì chắc chắn rằng từ những điều nhỏ nhặt đó cũng sẽ mang lại kết quả cho mọi chúng ta. Bằng sự chân thành của chính mình để đến với khách hàng, để mang về những kết quả để có thể bảo vệ được tài chính của khách hàng trong tương lai. Sơn mang câu chuyện của chính mình về câu chuyện sức khỏe của bản thân mình để truyền cảm hứng đó đến với khách hàng, để chia sẻ và để họ nhận ra. Và chính chương trình Vitality là cái điểm rơi đúng lúc để cho Sơn có thêm nhiều cái câu chuyện để nói với họ nữa. Nhờ Vitality, nhờ vùng sức sống 10 cộng này mà chúng ta có thể có được thêm nhiều cái chương trình giúp cho cơ thể mình khỏe hơn, sống khỏe hơn và mang đến những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng. Đơn giản hóa đi. Như Sơn nói thật sự là Sơn bán cái sản phẩm vùng sức sống 10 cộng của Vitality này, Sơn bán như U4. Nhưng Sơn bán nó như tất cả các quyền lợi như U4, nhưng khách hàng sẽ được cộng thêm rất nhiều quyền lợi khác từ cái app Vitality này. Khách hàng sẽ được tăng giá trị bảo vệ, được tất cả những voucher, được tất cả những quyền lợi khác. Ủa, thì tại sao khách hàng không lựa chọn? Nhưng có một điều không phải là cái chuyện mà những cái quyền lợi mà khách hàng sẽ nhận được trực tiếp bởi những cái vật chất mà Vitality tặng khách hàng, mà quan trọng hơn là cái tinh thần sống khỏe, cái lối sống khỏe, tuổi thọ khách hàng có thể thay đổi, những cái bệnh tật khách hàng có thể cải thiện. Đó là cái điều mà Vitality muốn hướng đến, và chắc chắn rằng các bạn hãy tự tin, các bạn hãy chủ động, và các bạn đừng lo sợ, đừng lo ngại gì hết. Hãy xem nó đơn giản như một sản phẩm U4 của chúng ta đã từng bán được tốt, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công và gặt nhiều tích xanh với cái sản phẩm mới này. Trong cuộc đời này nó trớ trêu lắm, con mèo không thể nhảy xuống nước để bắt cá được, và con cá cũng không thể bò lên bờ để bắt con sủi mà ăn. Và ông trời không có cho chúng ta sẵn cái điều gì cả. Những gì chúng ta muốn, chúng ta phải cố gắng bắt được và lấy được. Các sản phẩm mới của chúng ta cũng vậy, hay là chuyện lan truyền sống khỏe đến tất cả các khách hàng chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy chủ động hơn, và mong rằng tất cả các bạn sẽ thành công với cái sống 10 cộng của Vitality này.